Thưa quý khán giả và các đồng chí, cách đây hơn một thế kỷ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Nga, đứng đầu là Lenin, cách mạng tháng 10 Nga đã giành thắng lợi và đi vào lịch sử nhân loại như một sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Thế nhưng, ngay sau khi cách mạng tháng 10 Nga thành công, đã không ít kẻ bôi nhọ, xuyên tạc, phủ nhận giá trị và ý nghĩa thế giới của cuộc cách mạng vĩ đại này. Đặc biệt là sau khi các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, những kẻ cơ hội và các thế lực thù địch lại lớn tiếng thóa mạ, bôi nhọ, phủ nhận giá trị và ý nghĩa quốc tế của cách mạng tháng 10. Đánh giá lịch sử không chỉ cần sự khách quan, toàn diện và tôn trọng sự thật, bảo vệ chân lý, mà còn cần thước đo đạo đức và văn hóa. Với sự phân tích, bình luận của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, chương trình Nhận diện sự thật hôm nay sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Trước hết, mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi một clip sau. Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 là cuộc cách mạng vĩ đại nhất, có tầm vóc lịch sử và hiệu ứng xã hội rộng lớn sâu sắc nhất thế kỷ 20. Điều đó là không thể phủ nhận. Theo tiến sĩ Cao Đức Thái, người có nhiều năm nghiên cứu về lý luận Marxist, thì cách mạng tháng 10 đã đánh dấu sự thắng lợi của chủ nghĩa Marx, biến chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực, đồng thời mở ra một thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Nếu không có cuộc cách mạng tháng 10, thì sẽ không có chiến thắng của các lực lượng đồng minh mà Liên Xô vẫn là lực lượng nòng cốt đánh bại cái chủ nghĩa phát xít. Và nếu không có cái chiến thắng của lực lượng đồng minh của các nước xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô lúc đó đấy, thì chắc chắn cũng không thể có phong trào giải phóng dân tộc, mà trong đó có Việt Nam. Thế nhưng ngay sau khi cách mạng tháng 10 thành công, các thế lực thù địch đã tiến hành kháng cự và can thiệp vũ trang nhằm bóp chết chính quyền cách mạng non trẻ, đẩy nước Nga Xô Viết vào cuộc nội chiến chống can thiệp vũ trang từ năm 1918 đến năm 1920. Lý luận cách mạng và chủ nghĩa xã hội hiện thực liên tục bị các thế lực thù địch tấn công, phủ nhận. Song, thời gian trôi qua đã chứng tỏ sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa xã hội hiện thực và cách mạng tháng 10. Giành chính quyền đã khó, nhưng giữ chính quyền còn khó hơn nhiều. Cái bài học đó chính cách mạng tháng 10 cũng đặt ra. Bởi vì ngay sau cách mạng tháng 10, chúng ta đã Lenin và Đảng Bolshevik cũng đã phải đối phó với cuộc bao vây của lực đế quốc chủ nghĩa. Nếu đó không có đội quân công đông, không có hồng quân, thì không giành thắng lợi. Điều này chúng ta có rút bài học của chúng ta có quân đội, và chính cái quân đội ấy làm nòng cốt cho nhân dân ta tiến hành kháng chiến chống Pháp và sau này tiếp tục kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi. Liên bang Xô Viết, một quốc gia đa dân tộc đầu tiên trên thế giới của những người lao động, là con đẻ của cách mạng tháng 10. Từ Liên bang Xô Viết đến hệ thống xã hội chủ nghĩa với nhiều quốc gia chiếm gần 40% diện tích mặt địa cầu và hơn 30% dân cư trên hành tinh. Dù chưa hoàn thiện, nhưng lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã thể hiện trên thực tế những ước mong của con người về dân chủ, bình đẳng và công bằng. Liên Xô từ một nước chịu hậu quả rất nặng nề là hơn 20 triệu người chết, hàng loạt các cái thành phố, làng bản bị tàn phá trong chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng chỉ đến giữa những thập niên 70 của thế kỷ 20, Liên Xô đã trở thành một cường quốc với những thành tựu rất lớn về khoa học và công nghệ. 3/4 dân số Liên Xô trước cách mạng tháng 10 Nga là mù chữ. Nhưng mà đến những năm 70 của thế kỷ 20, Liên Xô trở thành một nước có trình độ giáo dục hàng đầu thế giới. Bắt đầu từ cuối những năm 80 của thế kỷ 20, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đi vào thời kỳ khủng hoảng. Từ tháng 4 năm 1989 đến tháng 9 năm 1991, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô lần lượt sụp đổ, tạo nên cơn chấn động chính trị lớn nhất trong lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Cho đến nay, trên thế giới cũng như ở Việt Nam, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về hiện tượng lịch sử này, đưa ra nhiều nguyên nhân cả sâu xa và trực tiếp, cả bên trong và bên ngoài, để cắt nghĩa, lý giải về sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu. Thưa quý khán giả và các đồng chí, có thể nói, Liên Xô vốn được xem là thành trì của chủ nghĩa xã hội trước đây, đồng thời cũng là mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch.
Trong cuộc chiến tranh lạnh kéo dài hàng chục năm trời, các thế lực chống phá bên ngoài Liên Xô đã cấu kết chặt chẽ với những kẻ cơ hội phản động bên trong, sử dụng mọi thủ đoạn, từ thông tin đại chúng đến diễn biến hòa bình nhằm chia rẽ cộng đồng các dân tộc Xô Viết. Từ khi mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch lại điên cuồng chống phá. Vậy họ chống phá như thế nào và chống phá bằng cách nào? Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi phóng sự tiếp theo. Từ khi mô hình xã hội chủ nghĩa hiện thực ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch và những người có khuynh hướng chống cộng sản cho đây là cơ hội để phủ nhận thành quả cách mạng tháng 10 và chủ nghĩa Mác-Lênin. Bằng những luận điệu như học thuyết Mác-Lênin đã lỗi thời và không còn phù hợp, chủ nghĩa xã hội là điều không tưởng, họ liên tục tấn công vào chủ nghĩa Mác-Lênin, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản, nhằm tạo ra khoảng trống ý thức hệ trong cán bộ, đảng viên và trong toàn xã hội. Sự tàn rã của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu không phải là sai lầm của học thuyết Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội, mà thực chất là sụp đổ của một mô hình phỏng theo học thuyết, bởi chính mô hình này đã sai lệch, đã biến dạng khá xa so với học thuyết Mác-Lênin. Nói cách khác, đây là sự đổ vỡ của một cuộc trải nghiệm hiện thực hóa chủ nghĩa Mác-Lênin. Tóm lại là có hai nguyên nhân, một và là sai lầm trong cái mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội, hai là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức trong Đảng Cộng sản Liên Xô. Họ liên tục công kích, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thúc đẩy quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Đảng và trong xã hội, hòng tiến tới làm tan rã Đảng Cộng sản. Đây là những thủ đoạn không mới, bởi từ khi chủ nghĩa Mác xuất hiện đến nay, các thế lực chống cộng không ngừng nghỉ việc công kích nó. Sự công kích ngày càng tăng khi họ có được cái hiện thực vô cùng mới mẻ là sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới vào cuối thế kỷ 20. Các thế lực thù địch đã tấn công và muốn bác bỏ ngay từ khi mà cách mạng tháng 10 Nga đã thành công, và đặc biệt là từ khi mà chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu Liên Xô sụp đổ, thì những cái luận điểm này lại tiếp tục được trỗi dậy và có những cái luận điểm khác bổ sung thêm. Tuy nhiên thì chúng ta cũng biết, ai cũng đều biết rằng cách mạng tháng 10 Nga, đây là một cuộc cách mạng vĩ đại trong lịch sử. Nó đã mở đường cho sự giải phóng dân tộc khỏi áp bức bóc lột bất công và đi lên tiến tới xây dựng một xã hội mới, mà xã hội ở đó không còn tình trạng dân tộc này áp bức dân tộc khác, giai cấp này áp bức giai cấp khác. Trong hàng ngũ cách mạng, những phần tử cơ hội và phản bội suy cho cùng là những kẻ đã gục ngã trước sức cám dỗ của các tư tưởng phong kiến, tiểu tư sản và tư sản phản động của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, hẹp hòi. Xét đến cùng, họ chính là những quan phong kiến hoặc các nhà tư bản phản động khoác áo cách mạng, đến với cách mạng nhưng chưa diệt trừ được lòng tham xấu xa trong mình. Thực tế ở Đông Âu và Liên Xô, sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa sụp đổ, nhiều cựu đảng viên cộng sản theo phái dân chủ ở đó đã nhanh chóng và dễ dàng chuyển hóa thành các nhà tài phiệt hoặc những kẻ chỉ đắm đuối vào hưởng thụ, quay lưng hoàn toàn với những giá trị mình từng theo đuổi. Điều đầu tiên họ phủ nhận học thuyết Mác-Lênin, họ đánh vào vấn đề tư tưởng và lý luận. Họ cho rằng học thuyết này không có cơ sở khoa học, và bằng chính không có cơ sở khoa học cho nên thực tiễn đã sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu, tạo nên cái hoài nghi và giảm sút lòng tin vào một học thuyết cách mạng và khoa học nhất. Cái thứ hai là họ dùng thực tiễn để chứng minh rằng sự sụp đổ đó là cái thực tiễn rõ ràng nhất để chứng minh cho cái tính không khoa học của học thuyết. Và cái thứ ba, bằng mỗi con đường là họ thúc đẩy tác động những tiêu cực nội bộ bên trong. Đấy. Họ biến cái diễn biến hòa bình từ bên ngoài thành tự diễn biến, tự chuyển hóa bên trong nội bộ của các đảng cộng sản và các nước xã hội chủ nghĩa. Hiện nay tình hình thế giới đã có nhiều thay đổi. Chủ nghĩa xã hội không còn tồn tại trên quê hương cách mạng tháng 10. Nhưng nguồn cảm hứng từ lý tưởng cách mạng tháng 10 vẫn thuyết phục được một bộ phận nhân loại ngày càng rộng lớn ở các châu lục. Tại nước Nga, chiến hạm Rạng Đông, biểu trưng của cuộc cách mạng tháng 10, vẫn neo đậu trên dòng sông Neva êm đềm hàng trăm năm qua. Ngôi sao đỏ vẫn lấp lánh trên ngọn tháp điện Kremlin. Quá khứ oai hùng vẫn được nhân dân nhớ và chiêm nghiệm. Nước Nga đã sử dụng lại phần nhạc bản quốc ca thời Xô Viết, và từ năm 2009, ngày kỷ niệm mùng 7 tháng 11 đã trở lại là ngày quốc lễ. Cờ búa liềm và quân kỳ Hồng quân Liên Xô vẫn tung bay đầy kiêu hãnh trên hồng trường mỗi dịp kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít mùng 9 tháng 5, hay tái hiện cuộc duyệt binh huyền thoại năm 1941, đúng vào ngày cách mạng tháng 10, mùng 7 tháng 11. Lịch sử là những dòng xoáy nhưng ở tầm vóc mới.
sự sụp đổ của Liên Xô Đông Âu để lại lại cho chúng ta nhiều bài học cực kỳ quý giá. Bài học thứ nhất là về xây dựng đảng. Trong xây dựng đảng thì bài học về công tác tổ chức cán bộ, đó là phải lựa chọn được một đội ngũ cán bộ, đưa vào đảng những người thực sự ưu tú tiên tiến trong quần chúng nhân dân, trong quần chúng lao động. Chọn làm được việc đó thì tất cả những đảng viên của đảng một lòng một dạ gắn bó với mục tiêu lý tưởng của mình phấn đấu. Nhân dân các nước trên thế giới nói chung, nhân dân Liên Xô, đặc biệt là nhân dân Nga nói riêng, đã, đang và sẽ tiếp tục đánh giá về những đóng góp của cách mạng tháng 10 và của chủ nghĩa xã hội hiện thực vào tiến trình phát triển văn minh nhân loại. Các nước xã hội chủ nghĩa còn lại đã trung thành và vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin trong công cuộc cải cách, đổi mới, xây dựng, bảo vệ chủ nghĩa xã hội và đã đạt được những thành tựu to lớn. Diễn tiến của cách mạng tháng 10 cũng như là cái hoạt động lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô và Lenin đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đã cho chúng ta rút ra rất nhiều bài học, trong đó có bài học đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Ví dụ như là cái bài học về việc xây dựng và vận hành một nền dân chủ xã hội nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Bởi vì là xây dựng chủ nghĩa xã hội, cách tiến hành cách mạng xã hội nghĩa tháng 10 theo tinh thần cách mạng tháng 10 là phải đặt nhân dân lao động vào vị trí đích thực của mình, là làm chủ một xã hội mới. Họ là chủ nhân tích cực nhất, sáng tạo nhất, phải tạo cho họ những điều kiện đầy đủ nhất để họ có thể sáng tạo ra cái một xã hội mới theo đúng tinh thần cách mạng tháng 10. Đây là một vấn đề là đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Mặc dù rất đau xót, nhưng bài học về sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu đã giúp cho các đảng cộng sản, trong đó có Việt Nam, nhiều bài học sâu sắc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã tiến hành sự nghiệp đổi mới hơn 30 năm qua và đã thu được nhiều thành tựu quan trọng. Việt Nam đã và đang tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và chỉnh đốn đảng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quyết tâm đẩy lùi tham nhũng tiêu cực và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đó chính là hiện thực sinh động để kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Thưa quý khán giả và các đồng chí, thực tiễn là một chỉ dấu quan trọng. Cách mạng tháng 10 Nga và chủ nghĩa Mác-Lênin mãi là nguồn cảm hứng, là ánh sáng soi đường để nhân loại hướng tới tương lai. Sự khủng hoảng của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới thời gian qua chỉ là tạm thời. Loài người tất yếu và nhất định sẽ đi tới mục đích tốt đẹp trong tương lai, đó là chủ nghĩa xã hội với đúng nghĩa của nó. Tiền đồ của chủ nghĩa xã hội có thể nhận thấy trước hết ở Việt Nam, Trung Quốc và những nước đang kiên trì định hướng xã hội chủ nghĩa theo những nguyên lý phổ quát của chủ nghĩa Mác-Lênin và xuất phát từ đặc thù của mỗi nước. Triển vọng của chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ 21 là vô cùng to lớn, bởi chỉ có chủ nghĩa xã hội mới có thể giải quyết được những mâu thuẫn trong sự phát triển của nhân loại. Đó là vấn đề phát triển kinh tế, đi đôi với bảo vệ môi sinh, bảo đảm sự công bằng, bình đẳng, tự do, dân chủ đích thực. Vì vậy, cần phải nhận diện, phân biệt đúng, sai để phê phán. Chương trình Nhận diện sự thật hôm nay xin dừng lại tại đây. Để xem lại chương trình, mời quý khán giả và các đồng chí truy cập vào trang thông tin điện tử www.qpvn.vn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại ở các chương trình tiếp theo.